Đấy chắc chắn là khu vực bất ổn nhất trên thế giới, bởi vì lúc nào thì cũng xuất hiện trong các bản tin thời sự. Chúng ta đang nói về khu vực Trung Đông. Trung Đông bất ổn vì có dầu mỏ, Trung Đông bất ổn vì những xung đột về chính trị, xung đột về tôn giáo. Nhưng cụ thể thì như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong câu chuyện ngày hôm nay. Vì sao Trung Đông hỗn loạn, vì sao Trung Đông suốt ngày đánh nhau? Khái niệm vị trí của khu vực Trung Đông thì liên quan đến những khái niệm khác, đó là Viễn Đông và Cận Đông. Và đây là khái niệm được đặt ra bởi những người châu Âu. Viễn có nghĩa là xa, và người châu Âu gọi những nơi xa xôi ở phương Đông gọi là Viễn Đông, tương ứng với Trung Quốc và các nước Đông Á. Cận có nghĩa là gần, và Cận Đông có nghĩa là những khu vực thuộc về phương Đông nhưng mà gần với phương Tây. Tạm hiểu là những khu vực xung quanh Địa Trung Hải. Giữa Viễn và Cận, giữa xa và gần, đó là ở giữa thì gọi là Trung Đông. Như vậy có thể hiểu Trung Đông là khu vực giữa giữa của phương Đông theo cách nhìn nhận của người phương Tây. Dựa vào định nghĩa và cách xác định như trên, Trung Đông chỉ bộ phận trung tâm của cả ba châu lục gồm có châu Á, châu Âu và châu Phi, gồm phần lớn Tây Á và cả Ai Cập thuộc châu Phi. Khái niệm Trung Đông bao gồm có tổng cộng là 17 nước, có diện tích khoảng 7,2 triệu km2 và dân số khoảng gần 400 triệu người. Trung Đông là một nơi có những đặc trưng, đó là khí hậu chủ yếu là sa mạc và nhiệt đới, rất là nóng. Và nói đến Trung Đông, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những người Hồi giáo, nhưng liệu sự thật có phải là như vậy hay không? Chỉ người Hồi giáo mới sống tại Trung Đông, hoặc Trung Đông chỉ tập trung người Hồi giáo hay không? Đây là một vùng đất có bề dày lịch sử. Một số nền văn minh cổ đại lớn đã từng được hình thành ở Trung Đông, bao gồm có Ai Cập cổ đại cực kỳ nổi tiếng, đế chế Ba Tư và đế chế Babylon. Nền văn minh Ai Cập cổ đại hình thành bên bờ sông Nin, đến nay vẫn để lại cho đời sau những công trình kiến trúc vượt thời gian như kim tự tháp, tượng nhân sư hay là hệ thống các lăng mộ của các pharaoh. Đế chế Ba Tư thì hình thành ở vùng đất tương ứng với Iran ngày nay, và họ tự hào mình là con cháu của người Ba Tư. Bởi vậy trước đây Iran còn được gọi là Ba Tư. Hay Lưỡng Hà có nghĩa là hai dòng sông, vùng đất giữa hai con sông là sông Tigris và sông Euphrates, hai nguồn nước sinh hoạt chủ yếu cho các cư dân sinh sống ở khu vực Iraq ngày nay và một phần lãnh thổ của Syria, Thổ Nhĩ Kỳ cũng như một phần nhỏ lãnh thổ của Iran. Khi mà đã hiểu qua những khái niệm cơ bản về Trung Đông thì có lẽ bạn cũng dần hiểu được tại sao Trung Đông lại luôn bất ổn. Đầu tiên đó là xung đột vì vị trí địa lý rất là trọng yếu của Trung Đông. Nơi đây được miêu tả là một khu vực có một vịnh, hai đại dương, ba châu lục và năm biển. Một vịnh ở đây là vịnh Ba Tư, hai đại dương ở đây đó là Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương. Và hai đại dương này với phần biển của Đại Tây Dương đó là Địa Trung Hải, thì thông qua phần biển của Ấn Độ Dương là Biển Đỏ với kênh đào Suez. Ba châu lục ở đây đó là châu Á, châu Âu và châu Phi. Còn năm biển ở đây gồm có biển Caspi, biển Đen, biển Địa Trung Hải, biển Đỏ và biển Ả Rập. Trong đó biển Caspi thực chất là một hồ nước và là hồ nước mặn lớn nhất ở trên thế giới. Khu vực Trung Đông có giao thông tiện lợi, có nhiều tuyến đường biển, đường thủy và đường hàng không, giúp cho tàu có thể di chuyển đến các nước khác. Trung Đông ở vào vị trí ba châu năm biển như vậy là nơi mà Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương thông nhau, nối liền phương Đông và phương Tây, và cũng là yết hầu trong mối quan hệ trọng yếu giữa châu Âu, châu Phi và châu Á. Vị trí trọng yếu của Trung Đông đã khiến cho khu vực này trở nên cực kỳ nhạy cảm về chính trị, kinh tế và quân sự. Tất cả những cường quốc trên thế giới đều muốn có lợi ích của mình tại khu vực Trung Đông. Và những quốc gia tại khu vực Trung Đông ai cũng muốn trở thành anh cả, ai cũng muốn trở thành người dẫn dắt cả khu vực này. Một ví dụ rất cụ thể đó chính là kênh đào Suez và tầm quan trọng của nó. Bạn có thể xem qua nhiều video khác cũng trên kênh Hải Thanh Story về chủ đề này. Nguyên nhân kế tiếp tạo ra sự bất ổn tại khu vực Trung Đông liên quan đến dân tộc và tôn giáo. Trước hết, chưa nói về tôn giáo, hãy nói về mặt dân tộc. Trung Đông có 4 dân tộc chính, đó là người Ả Rập, người Ba Tư, người Thổ Nhĩ Kỳ và người Quốc. Trong 4 dân tộc này, người Ả Rập và người Ba Tư cũng như người Thổ Nhĩ Kỳ đều đã có những quốc gia của riêng mình. Trong đó, người Thổ Nhĩ Kỳ chỉ có duy nhất một quốc gia, đó chính là đất nước Thổ Nhĩ Kỳ. Người Ba Tư cũng chỉ có duy nhất một quốc gia, đó là Iran. Người Ả Rập thì lại tạo ra nhiều quốc gia, chúng ta có thể dễ dàng kể đến như là Iraq, Ả Rập Xê Út, Kuwait, Syria, Jordan, Yemen, Oman, Ai Cập, Qatar, Bahrain, vân vân và vân vân. Còn người Quốc, tộc người có dân số chừng 30 triệu người, lớn hơn dân số nhiều nước ở Trung Đông, thì lại không có một quốc gia của riêng mình mà lại phải phân bố ở rất nhiều nước. Trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Iraq và Syria, đó là những đất nước tập trung phần đông người Quốc. Dù họ có dân số không nhỏ nhưng quyền lợi của họ và tiếng nói chính trị của họ thì lại không lớn.
Hiện nay, khoảng 60% tổng dân số của Trung Đông nói tiếng Ả Rập và tự coi mình là người Ả Rập. Tiếng Ả Rập chính là ngôn ngữ được nói, được viết rộng rãi nhất ở Trung Đông, và đây cũng là ngôn ngữ chính thức của hầu hết các nước tại khu vực này. Trong khi đó, tiếng Ba Tư là ngôn ngữ được nói phổ biến thứ hai. Tiếng Ba Tư được giới hạn tại Iran là chủ yếu và một số khu vực cạnh biên giới các nước láng giềng của Iran. Nhưng Iran là một quốc gia lớn và đông dân ở trong khu vực Trung Đông nên ảnh hưởng của tiếng Ba Tư là rất lớn. Còn tiếng Anh thì thường được dạy và sử dụng như một ngôn ngữ thứ hai. Nhưng nó ngày càng phổ biến hơn, đặc biệt là trong tầng lớp trung lưu và thượng lưu ở những nước như là Ai Cập, Israel, Iran, Iraq, Qatar, Bahrain, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hay là Kuwait. Tiếng Anh cũng là ngôn ngữ chính của một số tiểu vương quốc trực thuộc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Về dân tộc thì Trung Đông đã có những sự phức tạp và phân biệt như vậy rồi. Nhưng về tôn giáo thậm chí còn phức tạp hơn. Và đây chính là gốc rễ của rất nhiều cuộc xung đột tại Trung Đông. Trung Đông là quê hương của các tôn giáo lớn trên thế giới. Trong đó Thiên Chúa Giáo và Hồi Giáo là hai trong số những tôn giáo lớn nhất thế giới, với hàng tỷ tín đồ sinh sống ở khắp mọi nơi trên thế giới. Trung Đông cũng có những vùng đất linh thiêng là nơi phát tích của những tôn giáo này, được coi là thánh địa của các tôn giáo. Thế nên một số vùng xưa kia là thủ phủ của tôn giáo này, nhưng giờ đây lại là địa bàn của tôn giáo khác. Do đó luôn có những cuộc xung đột tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở những khu thánh địa này. Những khác biệt này đôi khi trở thành một trong những lý do xung đột gây thiệt hại cho tất cả các bên. Và ngay trong chính một tôn giáo lớn ở Trung Đông, tôn giáo lớn nhất ở Trung Đông đó là Đạo Hồi, thì cũng có sự phân chia cực kỳ lớn. Đạo Hồi thì có dòng Sunni và dòng Shia. Sự phân biệt này thì diễn ra trên khắp thế giới Hồi giáo, nhưng mạnh mẽ hơn cả là tại Trung Đông. Sự phân biệt này bắt nguồn từ khi người sáng lập Đạo Hồi, nhà tiên tri Muhammad, qua đời vào năm 632. Người dân các bộ lạc Ả Rập đi theo Muhammad đã bất đồng về việc ai là người kế thừa di sản quyền lực chính trị lẫn tôn giáo của ông. Hiện tại thì dòng Hồi giáo Sunni chiếm đa số, họ chiếm khoảng 85% số người theo Đạo Hồi. Ả Rập Xê Út là một quốc gia điển hình cho những người theo dòng Hồi giáo Sunni. Trong đó gia đình hoàng gia Ả Rập Xê Út là những người rất bảo thủ. Họ kiểm soát một số địa điểm linh thiêng nhất trong thế giới Hồi giáo, bao gồm các thánh địa Mecca và Medina thuộc về đất nước này. Còn lại là những người theo dòng Hồi giáo Shia, mà nổi bật trong số những quốc gia có dòng Hồi giáo Shia thống trị thì đó lại là Iran. Tương tự, những người theo dòng Hồi giáo Shia cũng chiếm khoảng quá nửa ở Bahrain và Iraq. Thế nên, có một cuộc xung đột cực lớn giữa Ả Rập Xê Út và Iran, hai cường quốc, một bên là người Sunni chiếm đa số, bên kia là người Shia nắm vị trí áp đảo. Họ luôn có quan điểm khác nhau trong những cuộc xung đột ở Trung Đông. Một ví dụ cụ thể, tại Yemen, phiến quân Houthi ở miền Bắc theo dòng Hồi giáo Shia và họ tìm cách lật đổ chính quyền của những người Hồi giáo Sunni. Từ hai bên này thì những quốc gia theo dòng Sunni và theo dòng Shia lại có những cách ứng xử rất khác nhau. Và nguyên nhân lớn kế tiếp khiến cho khu vực Trung Đông luôn bất ổn bởi vì họ có nhiều tài nguyên thiên nhiên, cụ thể ở đây là dầu mỏ. 1/3 lượng dầu trên thế giới được sản xuất tại Trung Đông, Ả Rập Xê Út, Iran, Iraq, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Kuwait, Qatar là những nhà cung cấp nhiên liệu hóa thạch hàng đầu thế giới. Trung Đông là khu vực có trữ lượng dầu thô rất lớn, sản xuất và vận chuyển dầu thô cũng hàng đầu thế giới. Dầu thô Trung Đông chủ yếu được phân bố ở Vịnh Ba Tư và những khu vực ven bờ biển. Bởi vì lượng tiêu thụ dầu thô của các nước Trung Đông thì rất ít, thế nên phần đa dầu thô của Trung Đông sẽ được xuất khẩu, trở từ khu vực này đến các nước Tây Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc. Đây là khu vực xuất khẩu dầu thô hàng đầu hành tinh, thế nên nhất cử nhất động đều có ảnh hưởng toàn cục về sự phát triển của kinh tế thế giới. Kinh tế thì lại liên quan đến hòa bình, và dầu bây giờ giống như máu của cả nhân loại. Tại sao khu vực Trung Đông lại có nhiều dầu thô như vậy? Thì giải thích về mặt địa lý có thể tìm thấy như thế này. Bởi vì đó là sự phát triển của trái đất. Trung Đông bây giờ thì toàn sa mạc đấy, nhưng mà trước đây thì không phải là như vậy. Hơn 100 triệu năm trước đây, đây là một vị trí của một đại dương lớn. Rất nhiều sinh vật đã sinh sống tại đây. Theo thời gian thì sự vận động của các mạng kiến tạo của trái đất khiến đại dương khô đi và hình thành những cấu trúc như bây giờ. Xác của các cây, các con, các sinh vật phù du bị nén xuống và tạo ra những mỏ dầu khổng lồ thuộc về các nước Trung Đông. Đúng là điều này thì không thể nói là bạn xuất sắc nên bạn có nhiều dầu mỏ, mà đơn giản bạn may mắn thì bạn có nhiều dầu mỏ mà thôi. Tổng kết lại, chiến tranh trong nhiều năm qua đã khiến các nước khu vực Trung Đông rơi vào khủng hoảng. Ai cũng cảm thấy đất nước mình nguy hiểm, bất an, dẫn đến khu vực này luôn là một khu vực cực kỳ nhạy cảm trên khắp thế giới. Người thì đứng về phe Mỹ, người thì chống đối lại Mỹ. Quốc gia A tấn công quốc gia B lại có mâu thuẫn với quốc gia C.
phiến quân của quốc gia D thì lại cư trú trên quốc gia E. Nhìn chung là rất nhiều sự phức tạp tại khu vực Trung Đông. Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Bạn có thể đồng hành với Hải Thanh Story ở những video kế tiếp. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt từ khu vực Trung Đông.